Nói chung á, mỗi dòng nó đều có một cái nét đẹp riêng khác nhau, nhưng mà nói về cái độ ngầu á, thì hình như Iluana chỉ bằng phân nửa con này thôi. Thật sự mà nhìn vào cái vóc dáng, cái hình ảnh con này á, mình rất là cuốn luôn. Tên tiếng Anh bé tên là Rhino Iluana, còn tiếng Việt thân quen của chúng ta đó chính là cự đà tê giác. Tại sao lại gọi là cự đà tê giác? Tại vì thứ nhất là nó vừa có sừng trên mũi nè, thứ hai là cái màu của nó rất là giống con tê giác. Theo kinh nghiệm mà mình học hỏi được từ những người anh nuôi Rhino á, thì dòng này nó có IQ rất là cao, như là chó và mèo vậy. Khi mà nuôi từ nhỏ lên dòng mà nó rất là ngoan, mỗi lần cho ăn là kêu lại như chó với mèo. Dòng này nó khác với Iguana một chỗ là Iguana của mình nuôi á là ăn thuần chay 100%. Rhino nó vừa ăn chay và vừa ăn mặn. Cái dòng cự đà tê giác này nó cực kỳ thích ăn chuối luôn. Trong một tuần cho ăn rau á thì sẽ có 2-3 ngày mọi người cần bổ sung thêm côn trùng như là sâu và dế cho các bé có đủ chất đạm.